Em mới coi được một clip của một cái kênh YouTube cũng khá là nổi tiếng ở Sài Gòn. Chắc mọi người biết ai đúng không? Thì cái kênh này nói là tại sao á Mạnh Thường Quân lại gửi tiền về hoặc là gửi quà, phát quà hoài vậy? Những cái người đó người ta có tay có chân mà sao để họ tự đi làm đi mà phát quà hoài hoài quà vậy? Là nói những người nghèo, những người mà nhận gạo phát gạo đó mọi người, nhận gạo của chùa hay là nhận gạo của Độc Lập Bình Dương hoặc là nhận gạo của nhà Tường Lam hoặc là nhận gạo của nhà Minh mà có phát 3.000 kg gạo á. Những người đó mà có tay có chân sao không họ đi làm đi mà cứ ăn tiền từ thiện hoài hoài, ăn cái gạo từ thiện hoài vậy? Thì xin thưa để chia sẻ khán giả mình, còn những người đó chắc em cũng thèm nói, cũng không thèm nhắc tên nữa. Xin thưa khán giả mình để khán giả hiểu và yêu thêm những cái người hoàn cảnh khó khăn. 5 kg gạo, 10 kg gạo mọi người cho người ta nó chỉ khoảng tầm 200, 200 mấy thôi, nó không có đến đâu hết. Nhưng có những người người ta nghèo, người ta khổ. 5 kg gạo, 10 kg gạo, 100, 200 ngàn người ta rất là quý. 10 kg gạo người ta có thể ăn được từ 20 Tết cho tới ra Tết, ra Giêng luôn, có nhiều người ta ăn ra Giêng luôn. Đó, có nhiều người đi bán vé số, một ngày bán lời có mấy chục ngàn thôi. Phải lo cho gia đình, cơm nước. Đó mọi người. Có nhiều người người ta đi lượm ve chai, ngày lượm được có mười mười mấy ngàn thôi. Đó. Không đủ để mua ổ bánh mì nữa. Đó. Rồi có nhiều người tay tay chân tật nguyền, ngồi xe lăn đi bán vé số. Đó. Một ngày bán cũng không được bao nhiêu tiền mà bán về thì cái số tiền đó đôi khi người ta ngồi xe lăn mà người ta về người ta phải nuôi cha mẹ già ở nhà, cha mẹ bị tật nguyền ở nhà nữa, hoặc là anh chị em ở nhà bị tật nguyền nữa đó. Người ta tuy người ta có tay có chân lành lặn, có nhiều người không có tay chân lành lặn nữa đó, nhưng mà người ta vẫn lao động, vẫn kiếm tiền, mà đôi khi một ngày ta kiếm được chỉ có vài chục ngàn thôi. Và trong khi đó mình tặng người ta 10 kg gạo, 200 mấy chục ngàn, người ta rất là quý, người ta để ta ăn cả tháng luôn. Mình giờ người ta chỉ cần lo là đi làm rồi mua miếng rau miếng thịt về nấu miếng canh, xào miếng rau cho gia đình ăn thôi, không cần phải lo cái tiền tiền gạo nữa. Rồi có nhiều người người ta không có nhà ở, người ta phải tốn cái tiền nhà trọ nữa, đấy người ta đỡ tốn cái tiền gạo. Thì mình phát gạo được thì người ta rất là quý, mình giúp cho người ta được rất là nhiều. Vậy mà có những người lên lại nói tại sao nó có tay có chân không để nó tự đi làm đi mà phát gạo từ thiện hoài vậy? Trời ơi, nói vậy mà nói được nay sân si luôn với lại người nghèo rồi. Sân si với một cái đứa bé 5 tuổi không nói, sân si với cái người mẹ cũng không nói, nay đi sân si với người nghèo luôn, lôi luôn người nghèo vô, nói luôn người nghèo, đả mạt luôn người nghèo. Vậy là cái những cái người này nào giờ không có biết làm từ thiện, không có biết chia sẻ, không biết phát gạo, vậy mà lên mạng lúc nào cũng nói bảo vệ bé Tường Lam, làm chính nghĩa, không để bé bị người khác lợi dụng. Ai lợi dụng bé đâu, không ai lợi dụng á. Tự bé lên nó nói là mọi người nên phát gạo để giúp cho nhiều người hoàn cảnh khó khăn, bé nó còn nói cho nhiều người phát gạo, nó nói cho người ta phát tâm nữa. Nó bé nó nói cho những người Mạnh Thường Quân mà giàu có tiền tỷ tỷ tỷ, nào giờ người ta không biết phát gạo là gì, người ta còn phát gạo nữa, phát tâm nữa. Còn những người mà nói đang bảo vệ bé thật sự là đang làm cái sai, làm cho nhiều người hiểu lầm hiểu sai. Rồi Mạnh Thường Quân người ta không phát gạo nữa, thì những cái người nãy em nói á, đầu clip á, người ta sẽ khổ, người ta phải lo thêm một cái đầu để kiếm tiền mua gạo nữa. Người ta không có chết nha, nó không có 10 kg gạo của mình ăn mình phát, người ta không có chết, nhưng có 10 kg gạo của mình người ta đỡ vất vả hơn, người ta đỡ vất vả hơn, đỡ phải lo hơn, đỡ phải lo toan hơn. Nói chung khổ lắm mọi người. Thật sự hồi xưa là gia đình em nè, hồi xưa rất là khổ, có một cái trứng vịt, một bó rau muống mà ba mẹ con em dầm ra để ăn, dầm ra để ăn á. Đó, ở xưa ba em mất sớm, có ba mẹ con thôi. Hiện tại thì em cũng có ba sao, ông cũng lo cho gia đình em phần này, cũng 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 hạnh phúc, cũng cũng có như ơn trên, cũng 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 đền, cũng 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 kiểu như là thương thương gia đình á. Ba em mất sớm, ba mẹ con buông chải, lúc đó không có nghề nghiệp gì hết. Mẹ đi bán rau muống, bán ới lấy rau muống về luộc lên, rồi xong trứng á, dầm với nước tương, bỏ miếng ớt vô mà chấm đó ăn cơm, ba mẹ con sống qua ngày. Đây. Đó. Mọi người thấy khổ không? Thì có nhiều người hoàn cảnh giống gia đình em hồi xưa, cho nên em rất là quý, rất là thương họ. Gia đình em mới phát 3.000 kg gạo, tiền túi bỏ ra. Đấy, mà những cái người đó cũng lên sân si luôn, nói ôi nhà Minh phát gạo. Xong rồi đặt quay clip từ thiện lấy tiền của người ta nè, trời ơi, cái đó tiền nhà em bỏ ra. Vậy cũng nói được, nó mọi người này nó có cái ý đồ phía sau lưng hay sao? Ý là nó muốn mình không ai làm từ thiện nữa, để không có ai mà giúp đỡ người nghèo nữa hay sao á, làm cho cái xã hội mình không ai phát tâm, không ai làm điều tốt nữa hay sao á, không biết mấy đứa này nó có ý đồ gì phía sau, nó có ý đồ gì phía sau em cũng không hiểu. Nhưng mà
thấy vậy thì khá là buồn. Nói chung là bà con mình, thằng quân mình có coi được clip của em thì mình cứ phát gạo, cứ làm từ thiện bình thường. Đó, đôi khi cái phần quà mình phát có những người, người ta cũng không thật sự là nghèo, người ta cũng dạng như cũng tầm tầm trung thôi, mà đôi khi người ta lại đi lấy cái phần quà của mình. Mọi người đừng có vội đánh giá những người đó là đi lấy quà từ thiện của mọi người ha. Đôi khi những cái người người ta đi lãnh quà gạo từ thiện, thấy người ta ăn mặc sang trọng, nhưng mà người ta đi lãnh giùm những cái người khác, đôi khi ở nhà có hàng xóm gần đó người ta được tặng quà đó, nhưng mà người ta không có tay chân lành lặn luôn, người ta không có đi được, thì đôi khi có nhiều người ta đến nhận giùm. Ví dụ nhà gần nhà em đây có một cái cô đó cục tay cục chân, làm sao đi lãnh được, thì em mới đi lãnh giùm, em về em đưa lại cho họ. Có đôi khi em đi phát gạo nè, mà em thấy ồ sao có nhiều người mặc đồ đẹp quá mà đi lãnh gạo, thì là họ đi lãnh giùm đấy, chứ không phải là họ lãnh về họ ăn. Những người đó dư sức mua gạo, người ta đi lãnh giùm đó. Thì mọi người đừng có vội phê phán, và mọi người cũng đừng có vội mà tin về một phía những cái kênh mà nó đang nói xấu về này nọ, giống nãy giờ em đang nói đó, thì đừng có vội tin nó. Hãy coi coi nó làm cái gì trên kênh YouTube, nó quay cái gì, nó nói cái gì, hay là tối ngày nó chỉ ngồi ở nhà nó nói, nó không có giúp ai, nó không đi ra khỏi đường, nó cũng không có phát gạo, nó cũng không có nói lời tốt đẹp, nó cũng không bao giờ mà khuyên răn cho người ta ăn hiền ở lành. Nó chính là nó xuyên tạc, nó nói xấu, rồi nó nói qua nó lại, nó nói tại sao mạnh thường quân cứ phát gạo hoài, thì người ta làm ăn được, người ta có tiền, người ta muốn chia sẻ cái thông điệp yêu thương, người ta phát gạo. Nó cũng nói cũng như nó trách mọi người vậy đó, có tiền hay sao không làm gì đi, không đưa cho tụi nó ăn hay sao đó, cứ đi phát gạo hoài. Rồi nó nói luôn mấy người nghèo, người nghèo sao có tay có chân không đi làm cái xin tiền từ thiện. Rồi người ta có tay có chân, đôi khi người ta bệnh, người ta hơi đi làm không nổi, người ta mới hết 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 được xoay sở tới mức đường cùng, rồi người ta mới đi xin gạo người ta ăn. Mà nó cũng lên mạng nó nói được, nó xuyên tạc được, không hiểu luôn, bó tay. Cho nên buồn quá em mọi người, sau này có làm từ thiện á thì cũng nên là tìm hiểu kỹ rồi hãy làm, chứ cũng đừng có tin một phía bên em quá, cũng đừng có tin một phía bên mấy đứa mà nó nói xấu, cũng đừng có tin một phía bên em quá. Đôi khi em nói vậy chứ em đôi khi em dụ mọi người em lấy tiền từ thiện á đó. Đó, mọi người cũng đừng có tin em ha, đừng có tin Minh Sài Gòn, cứ coi những việc những Minh làm, cứ thấy Minh phát gạo hoặc là mọi người á, muốn phát gạo chỗ nào đó, hay là gửi cho cái kênh YouTube nào đó phát gạo thay mọi người không có về nước được hoặc là không đến nơi phát được, thì mọi người cứ tìm hiểu kỹ, hoặc là muốn phát gạo cứ đến tận nơi cái chỗ nghèo đó mình phát luôn đó. Mình thấy ai phát, hay mình dù mình thấy Đọc Lại Bình Dương đang phát đi, mình xin số điện thoại Đọc Lại Bình Dương, mình hỏi là ngày nào phát, ngày nào phát, tôi chạy xuống tôi phát chung với anh, tôi phụ anh phát, linh bao gạo phụ, hoặc là tôi có tiền tôi hùng chung với anh tôi phát đấy, đến tận nơi làm từ thiện. Chứ đừng có tin qua bất cứ người nào đó trung gian, đôi khi người ta nhận tiền của mọi người mà người ta không đi phát đó mọi người. Rồi clip này xin phép tới đây với tiêu đề là có những YouTuber đang chia rẽ cái mạnh thường quân với lại người nghèo, nói lên như vậy để cho người nghèo cho cái người nghèo tự ái không đi lãnh từ thiện nữa, nói cho những người giàu á rồi đừng có phát gạo nữa đó. Buồn quá, những cái YouTuber này nó đang tạo nghiệp mà nó không biết.